tin và rất là sẵn sàng. Lúc vào công việc thì là một con người rất quyết liệt, nhiệt huyết, một người rất là sông sáo, không ngại va chạm. Nếu tuổi trẻ là trở ngại thì trở ngại đấy sẽ qua đi rất nhanh. Cô ấy là một trong những người trẻ nhất học luật nhưng lại gia nhập làng báo, cùng với cộng đồng doanh nghiệp xi măng trình các bất cập về chính sách và pháp luật đối với xi măng xuất khẩu đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đến nay, dự thảo mới về nghị định điều chỉnh thuế mặt hàng xi măng đã ra đời, chờ Quốc hội thông qua phê duyệt. Thì có những nghiên cứu rất là sâu và cái cách đặt câu hỏi cũng như là cách trao đổi thì tôi sẽ thấy là rất là thông minh và nhanh nhẹn và nắm chắc kiến thức, thì tôi rất là ấn tượng. Cô ấy cũng là người trẻ mạnh dạn làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kiến nghị thúc đẩy việc chốt sổ bảo hiểm y tế cho người lao động. Đến nay, quyết định số 595 QĐ-BHXH điều chỉnh cấp sổ bảo hiểm xã hội đã được ban hành. Cô ấy thuộc số ít người trẻ được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản trao tặng giải thưởng Kim đồng dành cho cán bộ đoàn đội xuất sắc nhất. Trần Thị Ngọc Anh sinh ngày 23 tháng 4 năm 1994 tại quê hương Hà Tĩnh, hiện đang làm việc học tập và cư trú tại Hà Nội, là cử nhân luật thương mại quốc tế của trường Đại học Luật Hà Nội và sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ vào năm 2018. Hiện đang bắt đầu theo học lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ như luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên của Viện Tư pháp, các đơn vị công tác như Báo Đời sống và Pháp luật, Công ty Cổ phần Việt Nam Express, Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Vinabis, Công ty Luật Wilders, Hiệp hội Xi măng Việt Nam, Cộng đồng Doanh nghiệp Xi măng Việt Nam, Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc Culture Việt Nam. Có một cái kiến thức rất là vững vàng, có một cái sự hiểu biết rất là sâu sắc, và đặc biệt là một người rất là nhiệt huyết, một người rất là sông sáo, không ngại va chạm để mà gặp gỡ làm việc với các bất cứ cơ quan thẩm quyền, bất cứ người một cái cán bộ quản lý nào khi cần thiết để mà đưa cái tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp đến với họ. Những năm tháng học đại học khó khăn vì bố mẹ gặp hoạn nạn trong kinh doanh là chị cả, cô ấy đã trở thành điểm tựa về kinh tế tinh thần của gia đình. Những khó khăn đó đã đốc thúc cô vươn lên mạnh mẽ. Đây là một nữ luật sư mà tôi thấy có nhiều cái phẩm chất, ví dụ như là tính quyết liệt, hăng hái đến nơi đến chốn, và có sự hiểu biết tốt, và có cái tâm là tìm luôn luôn tìm đến cái lẽ phải. Hiện cô ấy là co-founder của dự án NetLaw, một dự án công nghệ thông tin mang sứ mệnh làm áp dụng pháp luật trở nên dễ dàng hơn tới mọi người. Tôi được biết là bây giờ Ngọc Anh đã chuyển sang lĩnh vực là pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin, thì tôi tin tưởng và chúc Ngọc Anh sẽ thành công trong cái lựa chọn rất là phù hợp với cả năng lực và sở trường. Tôi nghĩ rằng là Ngọc Anh sẽ rất là thành công trong các cái dự án, đặc biệt là dự án NetLaw, và đây cũng là một cái tố chất mà các bạn trẻ này cần phải có. Muốn thành công, muốn lập nghiệp, muốn khởi nghiệp thì cần phải có một cái sự táo bạo, sự nhiệt huyết và một cái sự dấn thân cho cái con đường mà mình đã theo đuổi. Thời điểm này tôi phải nỗ lực để giữ được vị trí của mình tại dự án, vừa phải làm việc để phát triển NetLaw được cộng đồng đón nhận. Vì tôi còn trẻ nên tôi muốn tạo điều kiện cho các bạn trẻ gia nhập và cùng tôi phát triển. Khởi nghiệp năm 24 tuổi với dự án NetLaw. Hãy cùng theo dõi NetLaw và ủng hộ cô ấy. Hãy tự hào vì mình còn trẻ.